Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng trên toàn quốc về cái quy trình đó là dựng mộc các cái bộ hoành phi câu đối. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là các cái tấm ván của chúng tôi vừa mới được đưa về từ những người thợ đục. Chúng tôi sẽ đưa về xưởng của chúng tôi sẽ lắp dựng lên các cái bộ hoành phi câu đối cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc đã đặt hàng trong thời gian vừa qua, đặt hàng online cũng như là đặt hàng offline. Đặt hàng online thì quý khách không cần về, và nếu đặt hàng offline thì quý khách về trực tiếp tại cơ sở để xem sản phẩm. Thì trên đây chúng tôi giới thiệu đây là các cái tấm ván chiều dày là 3 phân và chiều dài thì kích thước chúng ta có thể thay đổi. Có quý khách đặt 1m97, có quý khách lại đặt 2m17 và có các cái bức hoành phi chúng tôi làm tới 3m, 4m. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì nhận đặt hàng theo yêu cầu. Và trong video này chúng tôi giới thiệu đầy đủ chi tiết về quy trình lắp ráp hoành phi câu đối. Trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi chúng tôi chạm 3 chữ đó là Đức Lưu Quang xen kẽ Tứ Quý. Thì cái mẫu này rất là phổ thông. Chúng tôi đã giới thiệu trong rất nhiều các cái clip trước đây. Quý khách có thể vào trang chủ YouTube để xem thêm. Và bức đầu tiên vừa rồi chúng tôi giới thiệu đó là bức hoành phi lồng cuốn thư. Thì chữ 3 chữ Đức Lưu Quang nó sẽ bé hơn. Bước này thì chúng tôi làm theo mẫu đó là 3 chữ Đức Lưu Quang phiên bản 40 cm và chiều rộng là 35. Bức hoành phi này rất rộng. Còn một bức nữa đó là bức phụng tổ đường. Và chúng tôi đang quay video trực tiếp tại xưởng. Thì trên mình các bạn đang xem đây là các cái bộ khuôn, khuôn dài, khuôn đầu trên và đầu dưới của chúng tôi. Thì sau khi chúng tôi làm ván và khuôn thì chúng tôi sẽ đi vào lắp. Trên mình các bạn đang xem đây là bức hoành phi có chạm 3 chữ đó là phụng tổ đường. Trong video trước tôi đã giới thiệu là chữ Hán Nôm đọc từ phải sang. Còn nếu chữ thư pháp thì chúng ta sẽ đọc từ trái sang. Và các cái bức này có xen kẽ các cái cây tứ quý khác với bức hoành phi lồng cuốn thư. Xung quanh chúng tôi vẫn chạy chuyện chữ công. Và toàn bộ bên ngoài chúng tôi để 2 phân. Đó là để chúng tôi làm gân. Thì lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu các cái quy trình lắp. Tôi sẽ giới thiệu các cái phôi trước. Đây toàn bộ là các cái tấm ván của chúng tôi. Chúng tôi phải phơi khô, sau đó là đưa đi đục. Và sau khi đục tay xong, chúng tôi sẽ chuyển về cho các người thợ ngang sẽ lắp dựng thành các cái bộ sản phẩm đem tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Và bước hoành phi chạm 3 chữ phụng tổ đường này, phần nền là chúng tôi chặt gấm. Khác với bức hoành phi 3 chữ Đức Lưu Quang vừa rồi, chúng tôi làm nền trơn. Và hiện tại cơ sở đang còn rất nhiều các cái bộ khuôn. Đáp ứng ra ngoài thị trường trung bình một tháng chúng tôi lắp dựng từ 100 tới 200 bộ hoành phi. Để chúng tôi đổ cho các cái đại lý cấp 2, cấp 3 cũng như là khách dùng. Trên toàn quốc, quý khách có thể liên hệ trực tiếp về số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 để đặt hàng online. Hoặc quý khách có thời gian về trực tiếp tại cơ sở để xem hàng. Chúng tôi khuyên quý khách là nên xem hàng mộc. Thì trong video này tôi giới thiệu cái quy trình cũng như là các cái bộ phôi rất là chi tiết. Khi chúng tôi bắt đầu lắp dựng và đến khi chúng tôi hoàn thiện thành một sản phẩm. Đây là bức hoành phi lồng cuốn thư chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Mẫu này cũng đang được chúng tôi đánh giá là bán chạy nhất trên thị trường hiện nay trong cái năm 2020. Và sắp tới sang năm 2021 thì chúng tôi sẽ tung ra đó là các cái chiến dịch đáp ứng số lượng lớn hơn nữa, có thể gấp 10 lần so với năm 2020. Vì hiện nay trên toàn quốc chúng tôi đang đổ cho rất nhiều các cái đại lý từ Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh nhập rất nhiều hàng từ cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và chúng tôi cũng ra được rất nhiều các cái mẫu câu đối, các cái kích thước khác nhau
như 1m53, 1m27, 1m75, 1m97 tùy theo các cái không gian phòng thờ của quý khách. Chúng tôi nhận đặt hàng và hoàn thiện bàn giao lắp đặt trên toàn quốc. Quý khách buôn thì có thể về lấy hàng trực tiếp tại cơ sở để được các cái giá gốc tốt nhất. Và tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu đó là quy trình lắp hoành phi. Thì quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem hết các cái video của chúng tôi. Quý khách sẽ hình dung được các cái công đoạn làm về hoành phi câu đối.